Sau sự chia tay của tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Anh Đức, BKMX Bình Dương đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng. Huấn luyện viên Nguyễn Thanh Sơn quyết định trao niềm tin cho các cầu thủ trẻ và đó là phần nào nguyên nhân khiến BKMX Bình Dương chưa đạt được sự ổn định đúng với kỳ vọng. Tuy nhiên, vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng V-League lúc này vẫn là thành tích không đến nỗi nào của BKMX Bình Dương, bởi thực tế, họ cũng chỉ kém đội nhì bảng khoảng cách đúng bằng một trận thắng. Để nói về những điểm sáng trong lối chơi của đội bóng đất thủ hiện tại, không thể không nhắc đến Tô Văn Vũ, người đã được tin tưởng trao tấm băng đội trưởng khi anh Đức ra đi. Bắt đầu chuyển tới Bình Dương từ mùa 2017, Tô Văn Vũ không ngừng nỗ lực và dần trở thành nhân tố không thể thiếu của đội chủ sân Gò Đậu. Y Đài biết rằng, đội trưởng của BKMX Bình Dương đến với bóng đá không dễ dàng, thậm chí là vô cùng khó khăn. Sinh ra tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Sương, Thanh Hóa. Tuy nhiên, Đồng Nai mới là nơi giúp Tô Văn Vũ bén duyên về bóng đá chuyên nghiệp. Không phải cầu thủ được ăn tập từ nhỏ, Tô Văn Vũ từng có thời gian mưu sinh rất chật vật cùng gia đình khi chuyển vào Đồng Nai. Khi ấy, ngoài thời gian đi làm kiếm tiền, anh thường lân la đến các sân bóng phủi để vừa xem, vừa xin chơi cho đội nhiều bóng đá. Cũng như những trận đấu phong trào, Tô Văn Vũ đã được một người bạn giới thiệu vào lò đào tạo trẻ của Đồng Nai thử chân. Khi ấy, tiền vệ sinh năm 1993 đã 20 tuổi, độ tuổi quá muộn với một cầu thủ theo con đường chuyên nghiệp. Nhờ những nỗ lực tập luyện không biết mệt mỏi, Tô Văn Vũ đã được đưa lên đội một Đồng Nai thi đấu hạng nhì rồi hạng nhất. Đến năm 2017, anh từng được huấn luyện viên Trương Việt Hoàng rất thích khi thử việc tại Hải Phòng. Nhưng cuối cùng, mối lương duyên đã đưa Tô Văn Vũ đến với BKMX Bình Dương. Ba mùa giải đầu tiên, Tô Văn Vũ chỉ ghi được một bàn mỗi mùa ở đấu trường V-League. Tuy nhiên, tổ chức kỹ thuật, tốc độ và sự tinh quái của một cầu thủ từng có quãng thời gian dài chơi bóng đá phong trào giúp Tô Văn Vũ trở thành màu sắc khá đặc biệt trong đội hình của BKMX Bình Dương. Thậm chí, trong quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho AFF Cup 2018, anh đã từng được huấn luyện viên Park Hang-seo điền tên vào danh sách sơ bộ. Ở mùa giải đầu tiên thi đấu cho BKMX Bình Dương tại V-League 2017, Tô Văn Vũ chỉ được ra sân 14 lần. Thế nhưng, ở hai mùa giải gần nhất là 2018 và 2019, anh có lần lượt 21 và 22 lần được sử dụng tính riêng ở đấu trường V-League. Những con số thống kê ấy đã chứng minh sự tin tưởng mà huấn luyện viên dành cho Tô Văn Vũ. Bước sang mùa giải này, dù BKMX Bình Dương chưa thi đấu bùng nổ, nhưng cá nhân Tô Văn Vũ đã có tới 4 pha kiến tạo cho các đồng đội. Nên nhớ, với 4 đường kiến tạo ấy, thành tích của Tô Văn Vũ chỉ kém duy nhất một cầu thủ là Nguyễn Văn Toàn ở V-League 2020 sau 11 vòng đấu. Ngoài ra, Tô Văn Vũ cũng là một trong những người tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhất cho các đồng đội tại BKMX Bình Dương. Từng thi đấu khá cá nhân trong những năm đầu sự nghiệp, nhưng lúc này, người ta đang thấy một Tô Văn Vũ rất khác, trưởng thành, chững chạc hơn và chơi bóng đầy trách nhiệm. Năm nay bước sang tuổi 27, có thể nói Tô Văn Vũ đã có những thành tựu nhất định trên con đường bóng đá đầy thú vị của mình, điển hình như danh hiệu cúp quốc gia vào năm 2018. Và như anh đã từng chia sẻ, giấc mơ khoác áo đội tuyển quốc gia từ tấm bé vẫn đang rộng mở phía trước nếu Tô Văn Vũ cứ tiếp tục tỏa sáng và thể hiện tầm quan trọng của mình trong màu áo BKMX Bình Dương.